Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều nay mình đang có mặt tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để review cho quý vị một căn nhà một trệt hai lầu, phía trên cùng chủ nhà Đúc và Lộc Ngôi Thái. Vị trí căn nhà hai mặt tiền này nằm ngay tại phường An Phú, cách với vòng xoay An Phú đâu đó tầm khoảng 2 km, gần với các khu công nghiệp như khu công nghiệp V-Ship 1, khu công nghiệp Sóng Thần 2. Căn nhà hai mặt tiền này có diện tích là chiều ngang 6m, chiều dài 15m, tổng diện tích là 82m2. Nhà đúc một trệt hai lầu, đúc 3 tấm trên cùng chủ nhà Lộc Ngôi. Vị trí căn này mình có thể vừa ở, vừa mở văn phòng công ty, mở quán cà phê, mở văn phòng đại diện rất là tốt nhé. View hai mặt tiền. Nhà này có hai hướng, hướng chính là hướng chính Bắc và một hướng phụ là hướng chính Tây. Đường phía trước này, ngay ngã tư nhé. Khu đây đang xây dựng rất là nhiều. Quý anh chị có nhu cầu hãy liên hệ với em. Ở đây đang có nhiều căn mức giá khác nhau. Như căn nhà kế bên căn hai mặt tiền này có diện tích là chiều ngang 5m, chiều dài 15m. Đúc một trệt hai lầu. Căn kế bên này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 3.650.000.000 nhé. Căn kế bên căn hai mặt tiền. Còn căn hai mặt tiền nhà mình đang được chủ nhà kêu mức giá là 5.150.000.000 đồng. Vị trí rất là đẹp nhé. Quý anh chị nào nếu thấy ưng, thấy hợp lý hãy alo sớm cho em Sơn. Vị trí đây đang có 4-5 căn hai mặt tiền, nhưng căn này đã hoàn thiện xong sớm rồi, chắc sẽ bán nhanh thôi. Anh chị có nhu cầu hãy alo để em Sơn dẫn đi xem trực tiếp nhé. Từ nhà này di chuyển đi ngã tư 550 tầm khoảng 3-4 cây số, cách với Bình Chiếu Thủ Đức tầm khoảng 5 cây số. Vị trí rất là đẹp nhé. Công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp, gara đậu xe hơi, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trước sau. Phía sau căn nhà này có sân đậu xe hơi ở phía sau căn nhà nhé. Bên hông đây được chủ nhà đắp phù điêu hai chú cá chép này, rất là đẹp nha. Ở đây có sân xe hơi nhà mình này. Khu vực đây đang xây dựng khá nhiều nha, xây dựng sầm uất. Ở đây mình có sân đậu xe hơi 7 chỗ thoải mái nhé. Chiều sâu 6m, mình đậu xe hơi vô tư luôn. Bây giờ mình cùng di chuyển đi vào cổng chính của căn nhà nhé. Mặt tiền được chủ nhà ốp gạch giả đá lên tới trên luôn. Trên cùng chủ nhà Lộc Ngôi Thái, ban công này được chủ nhà làm lan can sắt đúc rất là đẹp, sơn nhũ đồng nhé. Quý anh chị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày cho quý vị mình xem nhé. View vỉa hè này mình có thể kê bàn ghế bán cà phê buổi sáng ở đây rất tốt nhé. Khu dân cư ở đây khá đông, mình có thể mở quán cà phê ở đây hoặc làm văn phòng đại diện. Bây giờ mình đi vào cửa chính căn nhà. Quý vị nhìn lại mặt tiền trước một lần nữa nha. Mặt tiền rất là đẹp, sân thượng trước sau. Cửa chính này được chủ nhà làm hai lớp cửa này. Ở ngoài chủ nhà làm một lớp cửa cuốn đức, phía trong là một lớp cửa nhôm xin pha. Nhà này tặng phun nội thất trong nhà. Hôm nay chủ nhà gắn rèm và ngày mai dọn vệ sinh nhà nữa. Là chủ nhà đưa giường tủ, bàn ghế, nệm sofa, máy giặt của các phòng, máy giặt cũng như máy lạnh của các phòng đầy đủ hết nhé. Tặng hết nội thất trong nhà. Ngày mai chủ nhà sẽ đưa hết nội thất vào trong rất là đẹp nhé. Mình hôm sau mình sẽ review lại một lần nữa cho quý vị mình xem. Vách bên đây được chủ nhà trang trí các bức tranh nhé.
Phía sau nhà mình là sân đậu xe hơi. Ở đây là phòng bếp nấu ăn này. Khu bếp nấu ăn này rất là rộng nha. Mình có thể làm view bán hàng ở dưới đây, bán cà phê hoặc là mở văn phòng công ty. Như hôm trước em có quay một căn giống căn này, đã có khách mua và cho thuê rồi. Như căn đó cho thuê được tháng 20 triệu thì căn này cũng được 20 triệu trên một tháng nhé. Quý vị có nhu cầu mua ở, mua cho thuê hãy liên hệ với em Sơn. Phía sau này là sân xe hơi này. Bếp được chủ nhà làm hai dàn tủ trên và dưới. Vách thì được chủ nhà ốp kiến cường lực sơn màu xám nhé. Đây có phòng vệ sinh ở cuối căn nhà này. Thắt cơ bản rất là ok nhé. Ở đây có chậu rửa nhé, chậu rửa mặt và gương soi rất là đẹp. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên để tham quan này. Quý vị nhìn lại không gian từng trệt một lần nữa nhé. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày cho quý vị mình xem nhé. Ở đây có tay vịn gỗ gò đỏ và kiến cường lực rất là đẹp nha. Cầu thang đá kim sa rộng rãi, hai ba người đi tránh nhau thoải mái luôn nha. Di chuyển lên lầu trên này, quý vị xem kỹ video luôn nhé. Phòng ngủ đầu tiên này có gắn rèm, gắn máy lạnh đầy đủ hết nhá. Chủ nhà tặng hết nội thất trong nhà. Căn này chủ nhà gắn rèm, sau đó sẽ kê giường ngủ, tủ áo đầy đủ hết. Nội thất rất là ok nha. Đây có phòng vệ sinh cực rộng luôn này. Phòng vệ sinh rất là rộng nha. Sang phòng ngủ thứ hai. Phía sau là sân thượng này. Sân thượng gió lùa vào mát nha. Máy lạnh này đã gắn rồi. Đây có phòng vệ sinh riêng trong phòng nữa này. Nhà này gồm 4 phòng vệ sinh. Nội thất cơ bản rất là ok nha. Phòng ngủ rất là rộng, có ban công phía trước, cửa hai bên, nhà hai mặt tiền thông thoáng. Quý anh chị đang có nhu cầu mua nhà hoặc xây nhà sắp tới thì xem kỹ video của em nha. Ở đây về mình có thể hàn bao bờ rào ở đây. Ở đây đang có mấy căn hai mặt tiền. Quý vị nào có nhu cầu đi xem hãy alo sớm cho em Sơn khi nhà đang còn nhé. Cửa chính bằng gỗ sồi, tay vịn cầu thang thì bằng gỗ gò đỏ. Quý vị đang xem nhớ ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận được những thông báo, những video mới nhất mà em đăng lên hàng ngày để cho quý vị xem tham khảo nhé. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá là 5 tỷ 150 triệu đồng. Căn kế bên đang được chủ nhà kêu mức giá là 3 tỷ 650 triệu đồng thôi nhé. Phòng sinh hoạt chung. Phía trước là ban công này. Phòng thờ. Nhà này 4 phòng ngủ nhá. 4 phòng ngủ đều có gắn máy lạnh đầy đủ hết, có giường ngủ, có tủ áo. Ban công phía trước này, sân thượng này. Sân thượng phía trước nhá. View rất là đẹp. Mình cùng sang phòng ngủ thứ tư. Khoảng trống không gian cầu thang này có giếng trời lên trên này. Trên cùng đấy chủ nhà lập ngói nhé. Quý vị có thể nhìn thấy ngói đây này. Nhà dọn vệ sinh nữa là ok rồi. Phòng vệ sinh trong nhà.
ban công phía trước này, quý vị ra xem ban công nha. Dàn sắt đúc rất là đẹp nha. Bên đây đang có căn hai mặt tiền đang xây nữa nhé. Quý anh chị nào có nhu cầu hãy alo cho em sớm để mình có thể đi xem mấy căn nhà này. Vị trí rất là đẹp nha. Nhà có thể vừa ở, mở văn phòng, công ty, kinh doanh buôn bán, mở quán cà phê. Đây. Vị trí rất là đẹp nha. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.